Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và tiếp tục với series ARK các bạn ạ. Phải nói là ở tập trước chúng ta đã cùng nhau chiến đấu thật là ác liệt với con Alpha Mosasaurus. Phải gọi là mình đã sử dụng hết tất cả những gì mình đang có hiện tại. Mình đã sử dụng cả công nghệ 5.0 ấy. Các bạn biết rồi, công nghệ 5.0 là cái công nghệ hiện tại đang gọi là đang hot nhất luôn ấy, đang hiện đại nhất luôn. Đấy, nên đã sử dụng cái khẩu Tundred này để bắn nó. Nhưng mà thật ra thì những cái viên đạn từ khẩu Tundred này không thể nào mà xuyên thủng vào cái lớp da, gọi là lớp da đỏ chót của nó được các bạn. Thật sự thì chúng ta đã thất bại, nhưng mà thất bại chúng ta làm lại các bạn ạ. Chúng ta không được chùng chân trước những thất bại. Và ngày hôm nay thì phải gọi là mình sẽ chuẩn bị đi tem một con vật gì đó, phải gọi là nó to lớn hơn rất là nhiều. Chính xác là con Tuso. Thì thường thường á thì các bạn gọi là con Tuso, nhưng mà mình có một cách gọi khác, chính xác là mình gọi là con mực. Ok, mình không biết các bạn gọi là con mực hay là con Tuso nữa. Đùa với các bạn vậy thôi, chứ thật ra có con Tuso á thì các bạn phải gọi là teme bằng nó bằng ngọc trai đen. Mà các bạn biết ngọc trai đen tìm ở đâu ra không? Thật sự thì mình nghĩ là có nhiều bạn vẫn chưa biết đấy. Nói sơ qua về con Tuso thì các bạn phải gọi là đi teme một con gì đó để gọi là máu trâu một tí xíu cho nó kẹp các bạn ạ. Cho nó kẹp ở trong những cái sub tour của nó đó. Đó, xong rồi các bạn mới gọi là đúc cho nó. Phải có chữ không? thì bây ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách đi tìm ngọc trai đen luôn, cực kỳ là dễ. Như các bạn được biết á thì ở trên cạn chúng ta có gọi là con bọ cạp, và ở dưới biển cũng có con bọ cạp luôn. Đấy, mình nói không sai, chính xác. Bạn nào không tin theo dõi mình, ok chưa? Từ từ để mình chuẩn bị các bạn ơi. Thì cái con bọ cạp biển này á thì nó phải gọi là nó mạnh hơn cái con bọ cạp ở trên cạn rất là nhiều. Nó chích các bạn vài phát là các bạn đi đời ngay lập tức luôn. Mình nói không sai đâu, chị tin mình đi. Bây giờ mình phải chuẩn bị cái bình. Ủa mà xuống dưới nước mình ăn được không ta? Không á, hình như xuống dưới nước mình ăn mình uống mấy cái hũ không được hay sao ấy. Hình như là như thế ấy. Ok, mình phải gọi là thí dụ mà ăn được thì mình sẽ sử dụng cái bình này nè để mình gọi là mình giải độc các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không có giải độc được đâu với tụi nó đâu. Ok, thì ngày hôm nay đó thì mình phải gọi là mình sẽ xuống dưới đại dương một lần nữa để hướng dẫn tất cả các bạn gọi là đi săn những con mà có cái gọi là cái ngọc trai đen nhá. Chính xác thì hiện tại theo mình biết á, thì ở dưới đại dương có hai con. Cái con thứ nhất á, mình nói với tất cả các bạn rồi, chính xác là con bọ cạp biển. Và con thứ hai là kiểu như là cái con gì nhờ, cái con gì mà thì mình cũng không có rõ nữa. Nó có những nhiều cái tua lắm và nó rút vào một cái vỏ như vỏ ốc vậy đấy. Mình không biết gọi là con gì. Các bạn nào biết gọi là con gì các bạn hãy comment bên dưới nha, cho mình học hỏi với nào. Ok. Cho cái con này nó đeo vòng vào các bạn ạ. Thì nó bơi nhanh một tí xíu. Nếu ngày hôm nay chúng ta phải gọi là may mắn tìm được nó thì mình sẽ cho tất cả các bạn xem. Ôi chưa, mình đeo cái bình lặn vô. mình đeo cái bình lặn vô các bạn ơi. Ê, tí xíu nữa là toàn luôn á. Và mình sẽ đeo cái chân dịch vào nữa. Với lại một điều nữa thì mình sẽ lắp cái gọi là cái mũi tên vào ở trong cái cây cung này. Các bạn đừng có gọi là tiếp cận lại gần nó nha. Đừng phải gọi là mình đã có kinh nghiệm với con này rất là nhiều lần rồi. Thì các bạn cứ tin mình đi. Các bạn làm theo như mình thì các bạn sẽ farm được ngọc trai đen. Và tùy vào nhân phẩm của các bạn thì các bạn có thể là tìm được tụi nó. Và không biết thì ngày hôm nay nhân phẩm của tụi mình như thế nào nữa. Thật sự ra thì mình đã tiết lộ là mình đi tem con gì rồi. Hy vọng thì cái tựa game này nó sẽ không nhận biết được là mình đi tem, phải gọi là mình đi farm cái con đó. Thật ra thì chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà mình thấy sao giống thật quá các bạn ạ. Phải gọi là tập nào mình đi tem con gì thì bỗng dưng là con đó nó mất tích. Và nó sẽ xuất hiện ra những cái con gọi là hiếm hơn rất là nhiều luôn. Và cái con phải gọi là con bò cạp biển với cái con ốc, gọi là cái con ốc ốc nhiều tua đi, cho phép mình gọi là con ốc nhiều tua nha các bạn. Thì hai cái con này phải gọi là nó rất là nhỏ bé và nó ở dưới đáy biển. Thì bình thường bỏ qua nó đi các bạn ạ, bỏ qua nó đi các bạn ạ. Thì bình thường á là các bạn phải gọi là ui. Bình thường thì các bạn chắc mình nghĩ là các bạn không có để ý đến nó đâu. Thật sự ra thì nó khá là nhỏ bé. Đấy, thật ra thì nó khá là nhỏ bé chứ nó không có to lớn gì cả. Và mình sẽ đi tìm nó đây các bạn ơi. Thì nó đâu đó chỉ ở gọi là ở dưới đại dương này thôi, chứ nó không có ở đâu xa cả. Với lại một điều nữa thì phải gọi là như thế nào nhờ, tụi nó xuất hiện cũng khá là nhiều chứ không có hiếm. Đố các bạn chứ mình thấy nó chưa đấy. Mình thấy hai con luôn đó. Cho các bạn 5 giây nhìn quan sát màn hình YouTube. Đấy, các bạn xem đi.
cho các bạn 5 giây để các bạn quan sát đó, các bạn thấy được nó chưa? Thật sự luôn, mình thấy hai con. À, mình nghĩ là các bạn chưa thấy đâu, thật sự nó nhỏ lắm. Ok, để mình cho các bạn xem nhá. Thì mình sẽ để con Bassi ở đây đi. Giờ mình sẽ chỉnh nó về chế độ gọi là chế độ Bassi nhá. Đây. Đấy. Phải gọi là cực kỳ cẩn thận với nó nha các bạn. Cái con này, thôi mình xử cái con bên con sứa trước đi. Cái con bên kia thì tí nữa mình chỉ cho các bạn sao. Cái con bên đây nó bự hơn nè. Đầu tiên là mình sẽ xử tụi sứa trước. Đấy, một con sứa nè. Có tụi sứa này khó chịu lắm các bạn. Ôi, ôi, con sứa này trâu quá. 4 con lận hả? À, thật sự là rất là may mắn với mình luôn á. Thì mình cuối cùng mình cũng đã tìm ra được con bọt cạp biển rồi các bạn. Nó đang tung tăng ở trước đây nè. Đây, 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 đây. Để cho các bạn xem nha. Đây, đây chính xác là con bò cạp biển nha các bạn. Thì nó sẽ gọi là nó có ngọc trai đen ở trên người nó đó. Thật sự luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là mình sẽ giết nó và farm ngọc trai đen cho tất cả các bạn xem. Ví dụ như các bạn mà có cái con mà farm ngọc trai đen á, thì chắc chắn á, là các bạn sẽ có được rất là nhiều ngọc trai đen từ nó rồi. Ê, sao mạnh vậy? Ôi hên quá các bạn ơi. Nó chỉ cần chích mình một phát thôi là mình đi ngay lập tức luôn ấy. Hên thật sự luôn á. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng búa farm nó. Ví dụ như các bạn có những con farm ngọc trai như là con rái cá nè, là farm được ngọc trai đen đúng không? Thì các bạn kiểu như cho con rái cá cắn nó thì nó sẽ gọi là nó có nhiều ngọc trai đen hơn. Với con gì farm được ngọc trai đen nhỉ? Mình quên mất rồi, có nhiều con farm được ngọc trai đen lắm. Ôi, xui rồi. Chiếc này không có các bạn ơi. Xui xui xui. Thôi. Ok, chúng ta gọi là mình bắn cái con thứ hai thôi nha. Trời ơi, mình mà bắn con thứ hai này mình không farm ra ngọc trai đen được chắc nhục chết các bạn ạ. Để mình xem nó bao nhiêu máu cái đã. À, con này 400 mấy máu thôi. Yếu yếu. Nó mấy con này thường thường nó ở dưới đáy biển nè. Đấy, chết rồi. Ý ra sao mình farm bằng cái búa nhưng lại không ra ta, hay mình farm bằng cái này đi. Trời ơi, sao không ra luôn vậy? Sao xui quá vậy? À, đúng xui luôn á. Bình thường mình farm ra một phát là ra hà. Ôi, con rồi. Phải đi tìm con khác thôi các bạn ơi. Nhưng mà các bạn có thể là nhìn thấy được cái hình dạng của nó rồi đúng không? Đấy, các bạn có thể là đi dọc dưới đáy biển giống như mình nè. Rồi bị gọi là tới giới hạn rồi. Các bạn có thể là đi dưới mò dưới gọi là đáy biển như thế này các bạn có thể tìm được nó. Nhưng mà các bạn phải chuẩn bị gọi là tâm lý sẵn sàng nha. À, với lại thì các bạn phải có chân bơi nữa, các bạn phải có gọi là cái cung đam cao cao một tí xíu thì các bạn mới có thể gọi là bơi xa. Đấy, bơi xa để có thể cái khu này sao tối vậy ta? Tối quá mình không thấy các bạn ơi. Đấy. Ui, dưới đây có con cá farm dầu nè. Ok, thì lúc nãy mình vừa bị out game tất cả các bạn. Đấy, mình bị out game xong rồi mình vào lại cái đoạn này nè. Ê, méo hiểu luôn á. Và bây giờ mình sẽ farm lại thử một lần nữa nó có ra không nha. Hy vọng là lần này nó sẽ ra. Ôi, nó ra 5 ngọc trai trắng rồi. Chết luôn á. Và cái con ở đằng đây thì mình chưa có bắn đúng không? Nó kiểu như là mình bị out game á. Cái nó load lại cái đoạn này nè. Đâu rồi nhờ? À đây, đúng rồi, chính xác nó đây nè các bạn. Ôi mày. Rồi, một phát là nó chết rồi. Ok, mình sẽ cố gắng mình farm ra ngọc trai đen đi. Đấy, mình nói có sai không? Thì cái lần này thì nó sẽ đã may mắn hơn cái lần trước rất là nhiều. Các bạn có thể thấy thì nó ra ngọc trai đen này. À, công nhận thì bị out game cũng có cái tác dụng của bị out game đúng không các bạn? Đấy, bây giờ thì mình đã chứng minh tất cả các bạn là nó đã có được cái gọi là cái ngọc trai đen cũng như là ngọc trai trắng. Và bây giờ thì chúng ta phải gọi là còn một con nữa. Và cái con này thì phải gọi là mình khó thấy. Tại vì trước giờ thì mình chỉ gặp nó một vài lần ở dưới đại dương này thôi. Mà nó cực kỳ là nhỏ, mà nó không phải gọi là nó ở tầng đáy nữa các bạn. Nó gọi là nó ở tầng lửng lửng mặt nước ấy. Ok, đấy, ba si nữa kìa. Hai con luôn hay gì vậy? Không, một con thôi. Bây giờ tìm con này hơi bị khó luôn các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm tất cả các bạn xem nha. Mà ví dụ mà mình không tìm kiếm ra được tất cả các bạn xem á, thì mình có sẽ gọi là để cái ảnh cho tất cả các bạn xem. Và các bạn có thể gọi là bơi, các bạn tìm kiếm á, thì các bạn gặp nó thì các bạn gọi là có thể farm được nó nha. Cái dễ tìm nhất á là chính xác là cái tụi gì nhờ, mới nói quên mất tiêu rồi. Tụi
tụi bò cặp biển, đúng rồi, tụi bò cặp biển là dễ tìm nhất. Còn cái tụi mà tụi ốc tua thì khá là khó tìm đấy. Ok, đâu rồi nhờ. Đây, mấy cái chỗ gọi là mấy cái chỗ rạn san hô như thế này nè các bạn, là nó tụi nó xuất hiện khá là nhiều á. Để mình tìm kiếm là thấy con nào không cái đã. À, có cá farm dầu nè. Ui, hai con cá farm dầu luôn. Hai con cổ dài. Đây, cái chỗ gọi là con Alpha Mosa đây nè. Ui. Sợ vãi nồi luôn á. Đi thôi. Né qua chỗ này đi các bạn ơi. Né qua chỗ này đi. Không có ở lại đây lâu lắc được. Ui, nó dí mình rồi. À đây nè. Mình thấy nó rồi. Đấy. Ngày hôm nay thực sự may mắn. Nó dí mình kìa. Ui, nó bơi nhanh quá. Mình dụ nó lại đây rồi mình quay lại cái chỗ cái con kia cho các bạn xem nha. Ui, dụ nó lại con cá nhà táng này. Đốp cá nhà táng đi, chơi, hai đứa chơi nhau. Ui, con Mosa này nó đuổi dai quá các bạn. Ok, mình vòng qua đây nè. Mình sẽ sử dụng gọi là bơi thật là nhanh. Mình sẽ gọi là dụ nó kẹt vào trong cái tảng đá này. Rồi, các bạn thấy mình suy nghĩ rồi, hay vậy trưởng không? Đây, lúc nãy mình gặp nó đây nè, đâu rồi? Đây, ui. Gọi là nó tung ra cái gì vậy? Đấy, các bạn thấy không? Nó tung ra kiểu như là cái nọc độc màu xanh vậy á. Ừ, sao cái tụi này. Tao xử lý cái con này tí xíu nào. Sao tụi bay hết chỗ phá rồi, lại phá tao. Đấy, các bạn có thể thấy thì nó đang bơi kìa. Đấy, nó đang bơi. Ui. Đông quá các bạn ơi. Thì ngày hôm nay thì chúng ta đã gọi là tìm kiếm được hai con rồi đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình giết nó và mình sẽ cho tất cả các bạn xem thử trong người nó có ấy không nha. Ok, mình sẽ để cái con. Ôi, con gì cắn mình vậy? À, mình bị dính độc rồi. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó néo ra các bạn ơi, nó méo ra rồi. Bơi về thôi, mình bị dính độc rồi. Thì hai con này á thì nó sẽ có tỷ lệ gọi là nó ra ui nó đông, phải gọi là nó đông vãi cái nồi. Thì hai con này đó thì nó sẽ có cái tỷ lệ để xuất hiện cái ngọc trai đen nha. Và các bạn chịu khó farm thôi thì các bạn sẽ được thôi mà. Đấy, cũng đơn giản thôi. Đằng đây chắc hết rồi quá. Ôi, đằng đây cũng còn, ngoài đây cũng còn bơi được nữa hả? Ngoài đây cũng bơi được nữa nè. Nhưng mà ở ngoài đây thì hết rồi, ngoài đây thì không có con gì ở ngoài đây cả. Để mình ráng, mình cố gắng. Ôi, mà phải gọi là cái độc của con này sao nó dai quá ha. Nó bám trên người mình nãy giờ nè. Đấy. Hên thật sự luôn á. Cuối cùng thì kiểu như là mình đi tìm hai con mà cuối cùng thì hai con nó xuất hiện thật là nhanh. Đấy, thế là cũng gọi là cũng đỡ đi tìm các bạn. Chứ thật ra mà mình không thấy nó phải gọi là đi tìm mệt nghỉ luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn chỉ cần gọi là nếu bạn nào mà kiểu như thường xuyên đi biển á thì các bạn sẽ thấy được nó thôi. Chịu khó mà mở to đôi mắt ra một tí xíu nha. Tại vì tụi nó khá là nhỏ. Ok. Megalodon. À, dưới đây không có rồi. Ở đây là toàn cái bãi gọi là bãi ngọc trai trắng thôi. À, ví dụ mà có bãi ngọc trai đen thì gọi là ngon rồi đúng không? Đấy các bạn thấy đấy, bây giờ thì mình đã có được một ngọc trai đen rồi. Đấy, và mình hy vọng thì mình sẽ gọi là mình sẽ tìm kiếm gọi là sau đó nhờ nhiều hơn một tí xíu. Ví dụ mà may mắn thì gặp một vài con nữa và mình sẽ gọi là có nhiều ngọc trai đen hơn. Đấy. Và tới lúc đó thì mình có thể gọi là đi bắt cái con tu sô được rồi. Đấy. Đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình không có thấy nó nữa nè. Canh núi hả? Mấy cái khu này không có. Kiểu như thường thường nó ở gần mấy cái rạn san hô ấy. Các bạn kiểu như các bạn xuống mấy cái rạn san hô các bạn xem. Đấy. Có nó không? San hô mà phải gọi là san hô sâu dưới đây nhá. Con gì vậy? Con cá hay gì á? Đúng rồi, con cá. Cái rạn san hô ở sâu dưới đáy biển á các bạn, mà là lặn. Các bạn đừng có nghe rạn san hô, các bạn lặn cái rạn san hô ở sát bên cái bờ biển là to toan thật sự luôn á, không có tụi nó đâu. Tụi nó không bao giờ ở trên cạn như thế cả. Ok, chắc hết rồi. Trời, cũng đã sắp tối luôn.
Cá đuối hả? Tính ra mình may mắn vậy ta, mình tìm được hai phải gọi là ba con luôn, hai con bọt cạp biển. Đây. Tu xô đây các bạn ơi. Ơi, đừng kẹp em vào trong súp tu anh nhớ. Đấy, các bạn muốn tem nó các bạn phải kiếm cái con gì cho nó kẹp vô kìa. Đấy, rồi các bạn ở ngoài các bạn tem thôi. Các bạn đừng có nhờ với nó nha. Tu xô, trời ơi, ngày hôm nay đi gặp tu xô luôn. À, biết lúc nãy thì phải gọi là mình tem me được không ta? Mà mình chưa đủ đâu, mình nghĩ là có một cái ngọc trai đen này chưa đủ để tem nó đâu. Tệ gì cũng phải hai cái trở lên cơ, có ít 10 á. Ơ sao xui vậy ta? Chẳng lẽ không gặp nó nữa hả? Chẳng lẽ là chỉ gặp gọi là ba con duy nhất ở trong một cái map như thế này thôi sao? Ôi, chỉnh điện. Cá lồng đèn, cá mập nữa. Mình đói bụng rồi, mình không có gì ăn hết các bạn ơi. Đó là lúc nãy kiểu như mình tính đi nhanh á, mình không có suy nghĩ đến cái việc là... À đây đây có một con nữa nè. Phải không? Hay là mình đã qua mắt? Ôi không phải rồi, nhìn lộn rồi. Nhìn lộn rồi các bạn ơi. Đấy. Ok, đây có một cái gọi là một cái rạn nữa nè. Nó nhỏ quá, xíu à, nó nhỏ xíu à, khó tìm thật sự luôn á. Ở đây có ba si nữa nè. À, có cái gọi là tụi cá đuối sao nó thường thường bám vô con ba si quá ha. Mình cũng không hiểu nữa. Ok. Ai khó tìm nó quá các bạn ơi, chắc hết thấy nó luôn rồi quá. Thì các bạn chịu khó các bạn bơi tìm nha. Nếu mà các bạn nào kiểu như muốn tem me cái con mực ấy. Đấy. Ok, thôi clip ngày hôm nay mình đến đây vậy các bạn ạ. Chứ bây giờ mình tìm kiếm nó trong vô vọng rồi. Dù gì thì mình cũng đã cho các bạn xem được cái gọi là cái hình hài của nó rồi đúng không? Đấy, cái hình hài của nó rồi, mình đã cho các bạn xem rồi đấy. Đừng nào. Đấy, và các bạn có thể là tem me được nó rồi. À, không, các bạn có thể farm được nó và tem me được con tu sô rồi. Thì clip ngày hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây nha tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip lần sau. Vậy đừng quên để lại cho mình một like cũng như là đăng ký channel để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. À mà khoan, mình đi một đoạn nữa thì mình gặp hai con gọi là hai con bò cặp biển và một con gọi là con ốc gọi là con ốc súp tua luôn các bạn. Ôi. Đây các bạn có thể thấy thì hai con bò cặp biển nè. Đấy, với lại là con ốc súp tua nè. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy cũng rất là dễ tìm đấy chứ đâu có khó đâu. Đấy, mình xin chúc tất cả các bạn có thể là tìm được nó nha. Thì clip ngày hôm nay kết thúc thật rồi đấy. Đừng quên để lại một like, đăng ký channel để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.